Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng hợp tác với Liên minh quân sự phương Tây đang chiến đấu chống IS nếu các thành viên của Liên minh này tôn trọng chủ quyền của Syria. Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Lavrov sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 25 tháng 11 để tham gia vào cuộc họp lần thứ 5 của nhóm kế hoạch chiến lược Nga-Thổ Nhĩ Kỳ nhằm trao đổi về tình hình ở Syria, Trung Đông và Bắc Phi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, cuộc tìm kiếm các biện pháp hiệu quả trong cuộc chiến chống khủng bố cũng sẽ được Ngoại trưởng Lavrov tiến hành thảo luận với các quan chức nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến thăm. Ngày 30 tháng 9, Nga bắt đầu triển khai chiến dịch không kích chống IS ở Syria theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong khi đó, Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu, vốn phản đối ông Assad, đã tiến hành chiến dịch không kích riêng rẽ nhằm vào IS ở Syria trong hơn một năm qua. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố các ý tưởng về việc chia cắt Syria, Iraq và Liban là rất nguy hiểm, có thể dẫn đến những cuộc chiến bất tận giữa các quốc gia nhỏ trong khu vực và có thể là nguồn gốc của chủ nghĩa khủng bố đang lây lan khắp thế giới. Ông Assad khẳng định mong muốn chung của người dân Syria là một đất nước thống nhất.